Phát biểu trên ESPN trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Willian cho hay, Mourinho là ELV xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt và xem nhau như bạn bè. Thỉnh thoảng cả hai vẫn nói chuyện hay gửi tin nhau cho nhau qua ứng dụng WhatsApp. Do Mourinho là một nhà cầm quân tuyệt vời, tất nhiên tôi thực sự rất hài lòng khi được làm việc với ông ấy. Hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ lại được sát cánh ở một câu lạc bộ. Tôi không biết M.U gửi lời đề nghị chính thức nào tới Chelsea hay chưa, nhưng dường như có điều gì đó đã xảy ra. Vẫn biết ngày nay mọi thứ đều có thể xuất hiện trên Internet, nhưng cứ mỗi khi nói chuyện với đại diện của tôi là ELV Mock, Mourinho lại nhắc đi nhắc lại thông điệp, mang cậu ấy đến cho tôi. Thành thực mà nói thì ELV Mock, Mourinho chưa bao giờ gọi điện cho tôi. Thay vào đó, chúng tôi luôn liên lạc với nhau bằng tin nhắn. Dù gì đi nữa thì tôi vẫn đang hạnh phúc ở Chelsea và muốn được tiếp tục cống hiến cho câu lạc bộ. Tôi cũng thích cuộc sống ở London. Đây là một thành phố tuyệt vời và gia đình tôi cảm thấy thoải mái ở nơi này. Chính vì thế, mong muốn của tôi là